Xin chào cả nhà, xin chào các bác Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của em Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em với chú ba mẫu dòng sản phẩm đến từ nhà Oren Với ba mẫu dòng sản phẩm này Nó đều là những cái dòng sản phẩm Trong cái bật mí luôn cho anh em chú ở đầu video luôn Nó là những cái phân khúc Ore Marco Tức là một cái phân khúc thể thao Chuyên bơi nội nặng ngục À, anh em chú chơi thể thao nào cổ tay to thì có thể là tham khảo qua đối với những dòng sản phẩm này với một cái mức giá vô cùng tốt để cho anh em đối với những cái chiếc dòng sản phẩm ngày hôm nay nhá và đặc biệt là đối với những dòng sản phẩm này thì em về đón là những cái chiếc đó là hàng nó tạm như là hàng trưng bày anh em nhá hàng còn rất là đẹp và anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào trong video ngày hôm nay thì có thể liên hệ sớm nhất qua hotline của em là 0347 808 219 hoặc là Uh, Ibexano của em qua số máy này luôn để đặt hàng anh em nhé Và ngoài ra những cái dòng sản phẩm Oren thì bên em cũng có những cái Phân khúc Oren Star, Seiko uh, Citizen uh, đầy đủ Những cái mẫu mã cho anh em và các bác chú tham khảo Và lựa chọn thì nếu như mà anh em nào Ưng chiếc nào trong video ngày hôm nay thì có thể Liên hệ sớm nhất để đặt hàng anh em nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều Rồi, uh, quay trở lại Thì uh, về cái chính sách bảo hành đi Để cho anh em yên tâm và đặt hàng nhé uh, Chính sách bảo hành thì bên em vẫn sẽ bảo hành Cho anh em với chú là 5 năm đó, 5 năm tất cả những cái dòng sản phẩm này thì bên em đều bảo hành là 5 năm để cho anh em chú yên tâm và sử dụng. À, đối với 5 năm này thì chúng ta cũng sẽ có uh, một năm đầu tiên miễn phí về máy móc kể cả do nỗi người dùng các bác nhá. Nên là các bác cứ yên tâm thôi. Và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí spa làm đẹp đánh, đánh bóng lại đồng hồ cũng như là một số những cái chi phí khác để cho anh em chú lên tay. Và ba chiếc này thì em sẽ nên lần lượt luôn cho anh em chú nhá. Đầu tiên thì em nên cho anh em một chiếc uh, orange Oren Marco 2 nhá Chiếc này thì nó là thế hệ hơi sâu anh em ạ Thật sự là Oren Marco 2 bây giờ tìm trên thị trường thì uh, Rất là hiếm hàng Ở trên thị trường bây giờ Thì chiếc này hiện tại em đang để cho anh em đây nhé Hộp sổ thì em có đầy đủ Anh em cứ yên tâm Hộp sổ em có đầy đủ Và còn cả cái tờ giấy bảo hành quốc tế của nhà Oren Có ở bên Nhật nữa này uh, Chiếc này là Oren Marco 2 Pepsi Mức giá em sẽ để cho anh em Mức giá là 4 triệu 200 nghìn anh em nhé Mức giá chỉ có 4 triệu 2 thôi về Rẻ cực kỳ luôn hơi Giá rất là hơi và ngon cho anh em Đối với những cái mẫu dạng mẫu mã dòng sản phẩm này Anh em chú nào mà cân đối tài chính được Muốn lên tay sử hữu em này Thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng Qua hotline là 0347 808 219 chín Các bác nhé Các bác nhìn tổng thể cái chiếc này Thì nó là một cái chiếc còn tạng như là hàng trưng bày thôi Còn rất là mới nhá Gần như là chưa có bất kỳ một cái chi tiết Xước nào luôn ấy Đó nó là một chiếc hàng trưng bày thôi anh em nhé Mức giá chỉ có 4 triệu 2, Oren Marco 2 Cái dòng Marco 2 này thì cái kính của nó vẫn là kính cường lực thôi các bác nhé Kính khoáng chịu va đập Và nó là một cái dòng này thì nó là dòng uh, Pepsi Đó, nó không phải là màu xanh blue Nó là cái phân khúc uh, Oren Marco 2 Pepsi của nhà Oren uh, Rất bền và đeo rất là đầm tay Em sẽ đo qua cho anh em về cái phần size mặt của chiếc này Thì nó sẽ loanh quanh uh, size khoảng độ tầm uh, đây sai khoảng độ tầm sai các bác đừng để ý cái cái số điện tử ấy nha nó bị sai đấy nó đang bị chập mạch một tí. Sai khoảng độ tầm sai 40 40.2. Đấy các bác nhá. 40.2 em sẽ đo cho các bác xem kỹ nhất này. Khoảng độ tầm 40.2 và độ dày đây em có là 10.4 anh em nhá, 10.4. Thì với size 40 này nói chung là chưa tính núm anh em nhá, tính núm thì nó phải khoảng độ tầm size 41 đấy, size 41. Thì nếu như mà anh em chú nào mà cân đối tài chính và cổ tay to một chút thì chúng ta có thể lên tay và sở hữu em này. Chỉ cần cổ tay của anh em khoảng độ tầm 16 thì nên tay chiếc này rất là đẹp rồi. Oren Marco 2 Pepsi. Đó, một cái phân khúc khá là nâu rồi trên thị trường mà chúng ta chưa thấy ở những cái dòng thể thao năng động chuyên nặng ngục như thế này đó anh em nào mà cân đối tài chính mức giá chỉ có 4 triệu 2 thôi đó. kính thì vẫn là kính cường lực và em uh, này thì sẽ có đầy đủ dạ quang cho anh em luôn nhé dạ quang đầy đủ hết này anh em nhìn em soi cái bút uh, tia hồng ngoại vào thì dạ quang nó rất là sáng luôn anh em nhé đây này đó dạ quang của chiếc này thì nó đầy đủ hết tại những bộ cọc số và cả nịch ngày nịch thứ chúng ta cũng đều có dạ quang đó, soi cho các bác xem một chút dạ quang của chiếc này đó, rất là sáng nha các bác nhá Dạ quang chiếc này về đêm thì các bác nhìn thoải mái cho em Benzen thì có thể là tích hợp xoay một chiều Tính giờ nạn cho anh em Đó, tính giờ nạn nhá Benzen có thể xoay này Rồi là kính là kính khóa Con này thì mặt nó hơi nhỏ Thì anh em đeo thoải mái Núm thì vẫn là được trang bị một cái núm skill down à, Núm này thì nó sẽ chống nước tốt hơn Đó, sẽ có đầy đủ nên có tai nên có tự động Cũng như là kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ Đó, em sẽ chỉnh qua cho anh em cái nịch ngài này Và nịch thứ này đó, lịch thứ định ngày đầy đủ nhé Anh em xem ở bên dưới chúng ta sẽ có là dòng chữ Japan Đó, cũng máy Japan Kim thì chạy rất là mượt Máy thì chắc chắn rồi Đối với cái dòng Oremaco này thì máy sẽ là Máy kín để đảm bảo cái mức độ chống nước của sản phẩm Hàng sẽ là hàng Made in Japan Đó, chúng ta sẽ có đầy đủ một số những cái thông số Epson chống nước 20m à, chấm 23 tương đương với 200m à, thân thép không dỉ chiếc này thì nó được thiết kế hoàn toàn là bằng thép đúc nguyên khối luôn các bác nhá cầm rất là đầm tay luôn à, mức giá là 4 ,2 triệu 2 anh em chú nào mà cân đối tài chính muốn lên tay sử em này thì có thể liên hệ sớm nhất để đặt hàng qua hotline của em là 0347 808 219 nhá à, đối với cái dòng này thì em còn một chiếc ở trong kho anh em nào cân đối tài chính ở IBM nên tay sớm nhất để đặt hàng rồi mã, à, mã sản phẩm thứ hai em có là một chiếc Oren Marco nữa Chiếc này thì nó là một chiếc Oreo Marco uh, 3 các bác nhá. Uh, màu xanh blue. Dòng này thì uh, cũng khá đẹp, nó là một cái phân khúc cao cấp hơn. trước uh, chiếc này thì uh, nó sẽ là một bộ mặt kính sapphire anh em nhá, một bộ mặt kính sapphire và kim cọc cũng đều đầy đủ có dạ quang cho anh em luôn. Em sẽ test dạ quang cho anh em luôn về kim cọc của chiếc này. Đó, kim thì uh, sáng. Đó kim cọc rất là sáng anh em nhé Dạ quang tốt cho anh em à, Em này thì mức giá hơn 4 triệu nhá Em này thì em mới về chưa cập nhật được giá Thì anh em nào mà quan tâm thì liên hệ à, kính là kính sapphire núm vẫn là núm skill down. thiết kế là ba kim một ô này kép ở bên góc hướng 3 giờ hàng sẽ là bản này nó sẽ là bản quốc tế anh em nhé phiên bản quốc tế mong muốn japan à, benzen thì cũng có thể là xoay được tính giờ nạn này rồi là chúng ta sẽ có mặt đáy hở à, xin lỗi các bác mặt đáy kín nhá đó, chống nước cũng là 23 tương đương với 200 m. Đó, hình uh, hai chú cá heo này. Đó, cổ máy F692 cùng với đó là thân thép không gì 316 Sapphire Crystal và bản này nó là bản Moment Japan, quốc tế sản xuất và nó ra tại nước thứ ba. Thì anh em nào mà cân đối tài chính muốn lên tay chiếc này thì nói chung là mức giá nó cũng vừa và phải chăng thôi. Đó, chiếc này thì uh, em sẽ đo qua cho anh em về cái phần size mặt của chiếc này xem nó như thế nào. Size của chiếc này thì nó rơi vào khoảng độ tầm size 42 các bác nhé Size 42 và độ dày đây em có là 13 Size 42 chưa tính núm Thì uh, nếu như mà tính núm thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng độ tầm uh, 42.5, 43 Cực kỳ to luôn anh em nhé Thì nếu như mà anh em chú nào mà cân đối tài chính muốn lên tay chiếc này Thì liên hệ sớm nhất qua cho em nhé để đặt hàng mắt uh, Chiếc này thì nó chưa cắt mắt đâu, dây thì còn rất là đẹp và mới luôn Anh em nào cân đối tài chính muốn lên tay cái dòng orange Marco thể thao năng động trẻ trung này thì có thể liên hệ à, cực kỳ là đẹp luôn, dạ quang siêu sáng cho anh em chiếc này thì nhìn đêm đi đêm thì nó sáng cực kỳ anh em nhé Orange Marco à, thép thì uh, chiếc này thì nó vẫn là thép đúc thôi thép không dỉ, thép đúc nên là nó rất là bền và cầm rất là đầm tay. À, anh em nào cân đối thì em uh, nhé để đặt hàng. Đó Số lượng thì em cũng có một chiếc. Dòng cuối cùng là một chiếc uh, Oren Marco nữa này Chiếc này thì uh, Nó sẽ có một cái thiết kế kim cọc tròn cho anh em này Anh em nào không thích những cái kim cọc kẻ vạch Mà chúng ta cần một cái thiết kế kim cọc tròn Thì có thể liên hệ nhá Chiếc này thì giao lưu cho anh em mức giá chỉ có là 4 triệu 200 nghìn thôi Đó, Bản này là bản Moment Japan Sapphire Crystal cũng là kính Sapphire của máy F672 Đó, Chống nước là 20m À, 23 tương đương với 200m Ờ em này thì nó sẽ có tích hợp uh, gọn hơn là chúng ta sẽ có một cái thiết kế ô nịch ngày được đặt gọn ở góc 4 giờ và chúng ta sẽ có là nhìn tổng thể thì nó khá là gọn gàng các bác nhỉ. Nhìn rất là gọn. Dạ quang của chiếc này thì cũng rất là sáng nhá, em soi dạ quang cho anh em xem luôn. Đây anh em nhìn cái dạ quang của uh, nhà Oren thì uh, thiết kế trên chiếc này em thấy dạ quang cũng cực kỳ đẹp luôn. Nó bắt sáng tốt. Anh em nào hay các bác chú nào mà mắt kém nhá, thích dạ quang to và sáng thì À, có thể liên hệ Trước này thì nó là Oren Marco Pepsi anh em nhé Nó sẽ có logo Oren ở góc hướng 12 giờ Bộ kim cọc thì đều là những cái bộ kim cọc số to và dễ nhìn à, Benzen có thể xoay được và tính giờ nạn cho anh em Thiết kế núm thì vẫn là núm Skill Down đó một con núm huyền thoại đối với những dòng uh, siêu nạn như thế này rồi anh em cầm chiếc này đi bơi đi nạn thoải mái nhé đó còn về chống nước thì nói chung là anh em cứ yên tâm con này nó không vào nước đâu đó, đi đi nạn được thì đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thì có mà thoải mái anh em nhé mặt đáy thì vẫn là mặt đáy kín thôi cho anh em này Rồi này một số những cái thông số như là Sapphire Crystal, Moment Japan, Epson Và chống nước là 23 tương đương với 200m Và đó chúng ta sẽ có là thân thép không gì Chiếc này thì cũng là được uh, thiết kế là thép đúc nguyên khối nhé Thép đúc nguyên khối luôn cho anh em Thì uh, ở đây em đang có 3 chiếc Anh em nào cân đối được tài chính thì liên hệ sớm nhất cho em để đặt hàng uh, Oren Orange Marco 2, Marco 3 và Orange Pepsi em đều có đầy đủ đó, đối với những dòng sản phẩm này nói chung là mức giá nó uh, rất rẻ thôi dòng, dòng Oren Marco này thì anh em mua mua tại hãng thì ít nó cũng phải khoảng độ tầm chục anh em ba chiếc anh em nhá Đó, anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào ở trong video ngày hôm nay thì liên hệ sớm nhất để đặt hàng qua hotline của em là 0347 8 các bác nhé Cảm ơn các bác rất là nhiều Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo Xin cảm ơn